Từ ngày 3 tháng 2, nhà chức trách Nhật Bản đã cách ly tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 du khách đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi một cụ ông 80 tuổi bị phát hiện dương tính với virus nCoV. Tính đến ngày 6 tháng 2, trong số 273 người tiếp xúc với bệnh nhân trên, đã có 20 người bị xác nhận cũng nhiễm nCoV. Theo thông báo mới nhất, một du thuyền lớn khác mang tên Westerdam đang tới Nhật Bản cũng phát hiện một hành khách dương tính với virus nCoV. Trong khi đó, tại Hồng Kông, 3.600 người đang mắc kẹt trên du thuyền World Dream khi nhà chức trách tiến hành khám sức khỏe sau khi phát hiện 3 hành khách dương tính với chủng virus gây chết người này. Hiện chưa rõ các hành khách sẽ phải ở trên tàu bao nhiêu lâu. Trước đó, Hồng Kông đã đóng 2 cổng đón tàu và yêu cầu cách ly 2 tuần đối với tất cả những người đến từ đại lục.